lên được mao của Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long đang cố ôm ghi vào phần thân của Chong Hang-gi để tránh những cú đấm, nhưng võ sĩ Hàn Quốc đang vô cùng kinh nghiệm, anh đẩy đầu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao, và chúng ta đang được theo dõi trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Tiến Long của Việt Nam và Choi Han-gi của Hàn Quốc. Đây là trận đấu trong sự kiện AFC 21 được diễn ra tại Hồ Tràm. Võ sĩ Nguyễn Tiến Long của Việt Nam ở góc đài xanh và Choi Han-gi ở góc đài đỏ. Nguyễn Tiến Long đã từng thi đấu với độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất tại giải Lion Championship, và Choi Han-gi đến từ team Korea Zombie. Bước vào trận đấu thì Choi Han-gi là võ sĩ đang thể hiện mình kinh nghiệm hơn, khi anh có những tình huống nhấn nhá để tìm góc đánh hợp lý cho mình. Nguyễn Tiến Long với cái kèo trái khó chịu của mình có thể làm nên chuyện trước Choi Han-gi hay không? Cú đấm tay sau của Choi Han-gi. Choi Han-gi vẫn đang nhấp nhá để tìm cơ hội tấn công Tiến Long. Loại kích chính xác của Choi Han-gi. Liên tục là những tình huống nhấn nhá, tay sau và tay trước chính xác của Choi Han-gi. Một tình huống đánh 2-3 giật lùi chính xác của Choi Han-gi. Choi Han-gi đang tỏ ra mình rất kinh nghiệm khi anh có những tình huống nhấn nhá để nhử đòn đối với Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long thì khá thụ động. Cú hai kích của Choi Han-gi nhưng vẫn không hề hấn gì đối với Tiến Long. Tiến Long ngay lập tức trả lại bằng những đòn đấm của mình. Choi Han-gi là võ sĩ rất kinh nghiệm ở đấu trường AFC, và Nguyễn Tiến Long đây mới là lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu này. Và vừa rồi là một tình huống chọn góc đá để đưa cái ống đồng của Choi Han-gi vào mặt của Tiến Long, nhưng rất may là Tiến Long đã không dính đòn. Loại kích của Tiến Long. Choi Han-gi vẫn đang rất bình tĩnh trong lối chơi của mình. Anh liên tục dồn ép Tiến Long. Tính đến thời điểm này của trận đấu thì võ sĩ có lợi thế hơn vẫn là Choi Han-gi. Anh không hề bơ ngỡ trước cái kèo nghịch của Tiến Long. Loại kích của Tiến Long. Choi Han-gi chơi vẫn rất bình tĩnh. Từ hai kích của Choi Han-gi, Tiến Long bất ngờ tăng tốc, nhưng Choi Han-gi
vẫn đang rất bình tĩnh, liên tục là những tình huống nhân nhá. Và vừa rồi là một cú đấm của Tiến Long vào mặt của Choi Han-gi, cú đấm gây choáng đến với Choi Han-gi. Choi Han-gi vẫn đang dồn ép Tiến Long vào lồng bát giác. Hai kích của Tiến Long, Choi Han-gi bắt được chân nhưng Tiến Long đã vùng vẫy và thoát khỏi tình huống bắt chân của Choi Han-gi. Liên tục là những tình huống nhấn nhá, tìm góc đánh, và vừa rồi là cú tay sau chính xác của Choi Han-gi vào mặt của Tiến Long. Với việc thi đấu ở loại găng 4 ao thì việc những cú đấm lòn qua được lớp bảo vệ che chắn của các võ sĩ là vô cùng dễ dàng. Các võ sĩ cần phải cẩn thận hơn, canh chừng hơn những cú đấm của đối phương. Hai kích tốt của Tiến Long. Liên tục là những tình huống nhấn nhá tay chân của Choi Han-gi. Loạt kích chính xác của Choi Han-gi. Đã có tình huống double leg takedown đến từ Choi Han-gi. Anh đã vật Tiến Long xuống sàn. Và trận đấu đang được chuyển qua địa chiến. Và võ sĩ đang chủ động hơn trong tình huống địa chiến này là Choi Han-gi. Anh đã leo lên được mao của Nguyễn Tiến Long. Nguyễn Tiến Long đang cố ôm ghi vào phần thân của Choi Han-gi để tránh những cú đấm. Nhưng võ sĩ Hàn Quốc đang vô cùng kinh nghiệm. Anh đẩy đầu Tiến Long xuống sàn và liên tục đâm ra những cú đấm về hai bên mang tay. Liên tục là những cú đấm của Choi Han-gi về phía Tiến Long. Tiến Long đang vùng vẫy để thoát khỏi hai mao của Choi Han-gi. Nhưng nỗ lực của Tiến Long vẫn chưa đem lại hiệu quả. Liên tục là những cú đấm của Choi Han-gi về phía Tiến Long. Tiến Long đã xoay được người lại nhưng vẫn chưa thoát khỏi những cú đấm của Choi Han-gi. Lên mao của Choi Han-gi là rất tốt. Tiến Long đã quay được người lại nhưng anh vẫn đang rất bất lợi vì Choi Han-gi vẫn đang đấm. Liên tục là những cú đấm, Tiến Long đang không chống cự được rồi. Và trọng tài đã cho trận đấu dừng lại. Và đây là trận thua TKO đối với võ sĩ MMA Việt Nam. Sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp. Chỉ với một tình huống double leg takedown, Tiến Long đã bị Choi Han-gi hạ gục.